Theo em thì bọn em là cầu thủ chuyên nghiệp nên là phải thích nghi thật nhanh để hòa hợp lại với cả triết lý và cách làm việc của thầy Sue, và bọn em đang hoàn thiện và càng ngày phát triển hơn ạ. Bọn em chủ yếu là tập bài chuyền bóng và cách nhận bóng và ôn lại những cái bài chuyền bóng và đỡ bóng và triển khai bóng từ thủ môn ạ. Thầy chỉ nói là thầy không muốn thua và bọn em cũng đều không muốn thua, và mục tiêu em thi đấu là lúc nào phải muốn chiến thắng ạ. Mỗi cầu thủ nếu mà được chọn vào một giải đấu thì đều có sự quyết tâm riêng của bản thân, và cá nhân em cũng vậy, và em luôn cố gắng và hoàn thiện bản thân và có một cái giải thi đấu thật là tốt và thành công và đem lại thành tích tốt cho đội tuyển U23 Việt Nam. Cầu thủ trẻ đối với em thì không được thi đấu thì tất nhiên là sẽ là một rất là khó khăn, nhưng mà em được tập luyện và học hỏi được rất nhiều của mấy anh đội tuyển cũng như là mấy anh có kinh nghiệm cao, và cũng giúp cho bản thân em có kinh nghiệm và sự học hỏi và trau dồi riêng cho cá nhân mình ạ. Em nghĩ là thầy đã gọi những ai lên đây thì ai cũng đều bằng nhau, và thầy trao cơ hội cho tất cả mọi người và ai cũng có cơ hội, và nếu mà ai phù hợp với thầy thì người ấy được chọn. Bước vào một giải đấu thì đối với cá nhân em và toàn thể đội bóng U23 Việt Nam thì đều coi đối thủ là một tôn trọng đối thủ, và bọn em vào sân thì có một cái tinh thần hết mình và cố gắng và tập trung để giành kết quả thật tốt cho từng trận đấu một ạ. Và em xin gửi lời mời tới tất cả cổ động viên Phú Thọ nói riêng và toàn thể cổ động viên Việt Nam nói chung đến cổ vũ cho đội tuyển U23 tại giải vòng loại U23 châu Á.